Chào mừng các bạn đến với hệ thống laptop Satay Shop. Đối với những ai đã từng dùng dòng NV của HP thì ngày hôm nay chúng ta lại được có dịp được gặp một trong những mẫu mới nhất trong năm mới này, đến từ một thương hiệu phải nói rằng hàng đầu thế giới. Dòng này đang được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích vì NV nó có được cái nét thiết kế rất là đẹp và sang và độ bền rất là cao. Xin giới thiệu với chúng ta một trong những mẫu đáng được quan tâm trong năm nay, đó là dòng HP NV 15, dòng X360 Comfortable. Ở trước mặt chúng ta là chiếc laptop NV này. Đây là chiếc laptop với màn hình lớn 15.6 inch, được sự kết hợp có thể gọi là gần như là 2 trong 1, có nghĩa là vừa cảm ứng vừa lật xoay 360 độ. Cũng là một trong những mẫu rất là ít có trên thị trường. Dòng HP có rất là nhiều phiên bản, từ NV, Spectre. Ở Việt Nam thì chúng ta có Pavilion. Dòng NV Việt Nam rất ít mã, giống như là chỉ có đại diện thôi chứ không phải là đại trà, vì giá thành của dòng NV rất là cao. Hằng ngày hôm nay chiếc laptop này là một chiếc laptop rất mới cho của hãng. Chúng tôi cũng rất là khó khăn để có được chiếc laptop này để cho các bạn được chiêm ngưỡng và có điều kiện có thể được chọn chiếc laptop đằng hàng đầu thế giới như thế này. Chúng ta sẽ xem sơ qua các cái khung. Thông thường tất cả các NV đều thiết kế thông thường là màu gold hoặc là màu bạc, và họ thiết kế thông thường là trên một cái nền kim loại mà nhẹ nguyên khối. Họ thường hay có những cái đường nét kim loại nhuyễn như những cái đường này để cho nó bật lên khi chúng ta nhìn góc nghiêng, để cho nó tạo ra cái đường thẩm mỹ cao hơn. Và chính vì vậy phải nói rằng NV luôn luôn là một trong những mẫu đứng đầu thế giới về thiết kế hòa mỹ. Chiếc laptop này với thiết kế lớn, và rất ít mẫu lớn như thế này mà thiết kế lật 360. Ở đây là chiếc laptop cảm ứng. Chúng ta thấy rằng màn hình rất là rộng. Ở đây có một logo đời mới của logo HP. Và thông thường thì dòng này sẽ kết hợp với hãng âm thanh Bang & Olufsen, một trong những hãng âm thanh hàng đầu thế giới. Chúng ta có thể nghe rõ được những âm thanh rất là trong khi chúng ta nghe qua headphone, nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Dòng này có rất là nhiều phiên bản, có phiên bản là màn hình từ Full HD, thông thường là màn hình 2K, 3K đến 4K. Chúng ta có thể lựa chọn theo option của mình. Ở đây thông thường chúng ta thấy rằng cái bộ phím được thiết kế nhúng thêm một cái lớp kim loại để chúng ta nó cũng đồng bộ với toàn bộ cái mặt sáng. Chúng ta thấy không, những cái đường chỉ luôn luôn có những ánh kim loại để cho tạo cái nét rất là đẹp, thẩm mỹ cho chiếc laptop. Trên tay tôi cảm giác rất là lạnh, hộp kim nguyên loại rất là đã, và máy rất là mỏng. Chúng ta sẽ xem các cái cổng máy trước. Ở đây chúng ta thấy từ bên hông trái gồm có đuôi sạc nè, USB 2.0. Cái power nằm ở đây, họ giấu thông thường là nằm trên thì họ đưa vào cạnh bên đây. Ở đây là khe tải nhiệt rất là dễ thương. Headphone micro nè. Ở đây có một cái khe SD lớn. Mặt trước thì hầu như các cái hãng gần đây đều không làm cái bất cứ cổng nào nằm phía dưới nữa. Từ phía bên đây chúng ta thấy có 3 cổng chính, đó là HDMI, một cổng USB 3.0 có thể sạc điện thoại, và một cổng USB-C. Ở đây chúng ta thấy một cái nút đỏ này là tắt và mở cái camera webcam phần trên theo tùy thích. À, rất là hay. Bàn phím luôn luôn có đèn nhé. Với mặt trên thì có thêm cái bảo mật vân tay. Đặc biệt là họ luôn luôn trang bị bộ phím số thế này để cho tiện lợi cho các bạn làm văn phòng. Chính yếu dòng NV thiết kế ra để dành cho giới văn phòng là chính, nên họ trang bị rất là nhiều thiết bị đồ chơi phục vụ chính cho giới văn phòng. Thông thường thì họ thiết kế những bộ bàn phím rất là êm và mềm, có khoảng hở rộng để chúng ta có thể tiện gõ, không có kêu tiếng ồn nhiều và ít khi nào chạm, bởi vì những phím nó sát nhau quá thì nó sẽ chạm, nó bị sai số, chúng ta gõ hoài nó cũng bực bội. Ở đây chúng ta thấy rất là thoải mái, mềm mại, đặt cái tay rộng rãi. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái bản lề. Dùng bản lề này chúng ta có thể ngửa ra 180 độ như thế này. Chúng ta lật luôn làm hai lại. Đây gọi là 2 trong 1 là như thế này. Có thể biến thành một máy tính bảng. Tuy nhiên thì nó hơi to, và hơi cảm giác như nó rất là sợ bị vỡ. Cho nên là chúng ta
tùy thích thôi, chúng ta để xuống cũng được, hay là chúng ta ngửa ra, nếu chúng ta muốn xem phim hay gì đó chúng ta lật như thế này thì nó cũng sẽ tự xoay lại như là cái điện thoại để chúng ta có thể giải trí. Đã không? Rất là đẹp đúng không nào? Và chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng màn hình này, chúng ta có thể sử dụng cái bộ phim ảo như thế này. Rất là đẹp. Chúng ta nhờ thử một cái đoạn video xem nhé. Ngày nay thì giao diện Windows 10 trở lên thì họ đã trang bị cho chúng ta thêm những cái tính năng rất là hợp để sử dụng cho tự ngón tay. Rất là gõ, nhất là nói chung là rất là hài lòng. Nên chúng ta phải nói rằng ngày trước thì những hệ điều hành Windows 7 XP hay gì đó thì không có chú trọng cái điều này, nên chúng ta rất là khó khăn trong việc gõ cái ngón tay chúng ta giờ cái màn hình cảm ứng. Ở đây chúng ta thấy rằng rất là vừa đó, và chúng ta có thể gõ bất cứ điều gì chúng ta thích. Ví dụ như một cái màn hình 4K. Chúng ta có thể thấy rằng ánh sáng rất là đẹp, rõ từng chi tiết một. Dùng NV được rất là nhiều giới văn phòng cao cấp chọn cho cá nhân sử dụng hơn là sử dụng cho đại trà, là dạng như là mua số lượng nhiều để sử dụng cho các nhân viên. Ở đây thì thông thường các cái bộ phận từ trưởng phòng, giám đốc, hoặc là những cái bạn nào cần đi sale á, cần cái máy có bề mặt, đặc biệt là pin. Pin của dòng máy này nó cũng rất là lâu, cho nên nó giúp cho những các bạn nào đi mang máy ra ngoài á, làm với cộng sản gì đó, nó rất là phù hợp để chúng ta có thể tiện lợi hơn. Chúng ta thấy rằng phải nói rằng rất là hài lòng đúng không nào? Chúng ta sẽ xem sơ qua cấu hình của cái chiếc laptop này nhé. Dòng này có hai loại, một loại Core i5 và Core i7. Trước mặt chúng ta là chiếc Core i5 thuộc thế hệ mới nhất hiện nay, thế hệ thứ 10. Chính xác hơn đây là Core i5 10210U, 1GB 6 đến 2GB 1. Ở Việt Nam chúng ta tùy cách đọc, những cái người đọc thì gọi là 10210 cũng được, hay là 10.000 cũng được. Tôi đọc như thế thì vì cái xe là con số nó mới nhất của thế hệ 10, nên là nó ra tới đơn vị 10.000 rồi. Và RAM trong máy hiện tại đang là 8GB, dòng RAM mới nhất. Với ổ cứng trong máy hiện tại, dòng máy này đang sử dụng là SSD 256. Và đó rằng rất đáng để chọn cho mình một chiếc laptop thế này cho một thế hệ năm mới. Sẽ biết đâu sẽ là có những ý tưởng mới tạo ra để cho chúng ta có thể gặt hái được nhiều thành công hơn. Dòng NV chúng tôi có khá nhiều mẫu từ 15 inch đến 13 inch. Ví dụ như chiếc laptop cạnh bên chúng ta cũng mới vừa có trong ngày hôm nay, cũng là thuộc dòng mới nhất thế giới, thuộc thế hệ thứ 10. Dù rằng 13 inch thì máy cũng được trang bị đầy đủ những option, nó tương đồng với nhau. Và cái màu nó cũng có phân biệt màu vàng, màu gold để chúng ta có thể chọn lựa khi chúng ta đến xem máy. Rất là nhiều mẫu mã tại đây đang có sẵn trong ngày hôm nay. Xét về chất lượng thì NV được đánh giá rất là cao. Dưới chuyên môn thì đánh giá NV là một trong những dòng máy đứng đầu thế giới về độ bền. Dòng Dell thì có Latitude, đó là một trong những mẫu có thể gọi là đứng top đầu thế giới. Ở nước ngoài thì họ rất là thông dụng dòng NV và Spectre. Nên chúng ta cũng an tâm rằng chiếc laptop này là một trong những mẫu thuộc dòng phân khúc rất cao cấp để có thể chúng ta chọn lựa cho công việc của mình. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh.
để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 0903344188 hoặc là 0908115124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn. Laptop sắt tay.